Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm như thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống xã hội cũng như đời sống gia đình, chia gia tài luôn luôn là một vấn đề dẫn đến những cái điều có thể nói được rằng rất ư là khó chịu. Chia gia tài có thể người bố, người mẹ vừa nằm xuống thì con cái đã cãi nhau chí chóe về phần gia tài rồi. Chúng ta thấy kinh nghiệm nhiều lắm. Và thậm chí chia gia tài, người ta có thể giết nhau, chém nhau. Tôi biết có một gia đình kia, anh em tranh phần hơn thua với nhau. Thằng em nó vắt cái dao nó chém, may sao thằng anh nó né được. Thế nhưng cái dao nó xả trong cái đùi nó một cái, và tội nghiệp, mấy tháng trời, gần một năm trời để chữa, thế nhưng rồi vẫn để lại cái di tích ấy là đi không có bình thường, đi cà thọt, chân cao chân thấp, và thậm chí có thể giết nhau chết luôn để cưỡng đoạt gia tài. Cho nên các ông các bà mà giàu có, coi chừng, chưa chắc khi mình nằm xuống đã yên đâu. Con cháu nó đánh đấm nhau, nó chia gia tài, nó cãi nhau chí chóe, ghê lắm. Và như vậy cho thấy cái mãnh lực của đồng tiền nó ghê gớm, nó sai khiến con người. Và tiền bạc là một tên đầy tớ đắc dụng, thế nhưng lại là một ông chủ rất tồi tệ. Nếu như mình biết sử dụng tiền bạc, quả thật tiền bạc của cải ấy nó là một tên đầy tớ rất là đắc dụng. Nó giúp mình nhiều chuyện, nó giúp mình giải quyết những khó khăn, những bế tắc trong cuộc đời. Thế nhưng ý tứ, nếu như tiền bạc là một ông chủ, nó sẽ làm ông chủ tồi tệ, nó sai khiến mình. Như cụ thể trang âm nay Chúa Giêsu kể câu chuyện cái người phú hộ kia
đặt tiền bạc của cải trên hết, tiêu ma cuộc đời. Tiền bạc là một tên đầy tớ đắc dụng. Có những công việc ngoài xã hội chúng ta thấy sao cứ khó khăn hoài. Bỏ một bao tờ xoa tay cho các sếp xong ngay. Có nhiều người phàn nàn nói rằng là mỗi khi đi nước ngoài về gặp hải quan cứ mặt hình sự khó chịu. Tôi bảo dễ lắm, bỏ vào đó 5-10 đô đưa có một cái là cái gì nó cũng cho qua hết, dễ lắm. Việt Nam mình coi bộ khó thế nhưng mà dễ vô cùng, chỉ cần cho ít tiền bạc là cái gì cũng qua hết. Có những người sống quá nguyên tắc cho nên nói là khó chịu, nhưng mà tôi thấy rằng là dễ quá trời, mình cứ cười cười mình đưa là qua lọt hết. Mình muốn xây một cái nhà, hết nhóm này nhóm kia nó tới nó hạch hỏi giấy tờ, thôi cho nó một cái bao thơ, nó sẽ không đến hạch hỏi mình nữa. Tiền bạc quả thật là một tên đầy tớ rất đắc dụng. Thế nhưng nếu nó là chủ của mình, coi chừng tiêu ma cuộc đời. Ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay chia gia tài cho các anh? Đây là một vấn đề nhức nhối trong các gia đình. Ý tứ, tôi thấy người cha người mẹ thương đứa con nào riêng một tí, mấy đứa khác nó biết cũng chết với nó. Công bà cứ thể để ý coi, trong những đứa con ấy mình thương đứa nào quá, mấy đứa kia nó biết thì chết. Trên giữ được một cái sự thăng bằng, công bình không phải là dễ đâu, hơi bị khó. Nếu như mỗi người cứ chăm chút đòi cái phần quyền lợi về mình. Có em giúp lễ, tôi đang đánh bóng bàn, nó vô nó chơi. Tôi hỏi chứ có đứa thì bảo ở nhà có một mình con thôi. Thế tôi mới chọc nó, ở sướng quá, ở nhà có một mình thì một trái cam mẹ cho cứ vậy là mình quất, sướng chưa? Nó cười, đúng vậy. Hỏi đứa kia vào nhà, mấy anh chị em, thưa cha con có một đứa em gái. Tôi mới chọc bảo vậy thì có cái gì thì phải chia đôi ra, mỗi đứa một nửa. Thế nó bảo là thưa cha không đâu, đứa em nó không chịu cha. Nó cứ đòi hết không à, không thôi nó khóc. Tôi mới nói chứ thế thì thôi, thì con nhường cho nó luôn đi, có gì đâu. Không được cha ơi, cho nên khi nào con, mẹ con mà đưa là con sơi hết luôn, chắc cú. Nhỏ mà còn biết dành như vậy, cứ dành cái phần hơn cho mình. Và cuộc sống xã hội nếu ai cũng dành phần hơn cho mình thì nguy to. Mà có lẽ mỗi người chúng ta phải tập nhường nhịn cho người khác. Khi mình bé mới sinh ra cái gì mình cũng nắm lại hết, thì đứa bé ấy cần phải được tập luyện rằng con ơi, dần dần con phải biết buông ra, thả tay ra cho người khác. Công bà cứ để ý coi, đứa bé nó có gì nó cứ ôm chặt, nó giữ chặt, nó không cho ai cả. Cho dẫu rằng mẹ nó bảo cho mẹ một chút thôi, mẹ cho con trả lại rất nhiều, không đâu, nó không chịu, cứ phải giữ chắc đấy. Thế thì càng lớn lên mình phải tập làm sao mình biết buông xả, xả kỹ, không kỹ đấy mình mà nghĩ đến người khác. Đó mới là điều thành công. Thế ban Caritas đến nói với tôi rằng thưa cha, có một đại ân nhân lớn lắm muốn gửi những phần quà về cho những người túng thiếu. Thế khi vừa nói như vậy thì ở một xứ kia, ông trùm bèn đưa một danh sách dài dòng dòng. Đã quá, thấy người ta như vậy là mình lợi dụng liền, cho một danh sách rất dài. Ngu gì của chùa mà không lấy. Người mình nó buồn cười vậy.
mà không nghĩ rằng là nhường lại cho những người khác có nhu cầu lớn hơn. Nhưng còn thường thì mình cứ bảo của chùa là thế nào, nhào vô tranh đua nhau để mà lấy. Quả đúng là miếng giữa làng người ta tranh nhau, thế nhưng mình phải tập, tập mở tay ra, không phải là góp lại cho mình. Thế thì ông nhà giàu phú hộ trong phúc âm Chúa Giêsu kể đây, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, ông nghĩ bụng rằng người Việt mình hay, mình nghĩ thì không phải cái đầu óc mình nghĩ mà cái bụng mình nó nghĩ. Bụng, cái bụng, nghĩ bụng, nghĩ bụng. À, không ai nói là đầu óc mình nghĩ cả, mà nghĩ bụng. Ông ấy nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo mình rằng mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, chắc chắn hơn, tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Ông có một chương trình đó là xây một cái kho lẫm thật lớn, an toàn, khóa chặt chẽ. Rồi ông rung đùi tự nhủ rằng thôi mình cứ ăn chơi cho đã đi, ngu gì mà không ăn chơi, tiền bạc để làm gì, ăn chơi. Một con người đầy tham lam, một con người vun quén cho mình. Chúng ta thấy không có một cái gì là mở ra cả. Thế nhưng Chúa cảnh báo đồ ngốc. Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sắn đó sẽ về tay ai? Đồ ngốc. Chúa mắng cho một trận. Tôi có một người bạn, đáng lẽ ra thì trưa nay tôi sẽ đi Bà Rịa để dự cái đám tang và mai mới về, nhưng mà có nhiều việc sắp xếp cho nên không đi được. Anh em bạn tu với nhau từ nhỏ tí vậy. Thế rồi nó lớn lên, vào năm 75 sau biến cố đó, vượt biên đi sang bên Anh và rất là giàu có. Bây giờ mới nghĩ rằng 60 tuổi rồi thì trở về Việt Nam rồi xây dựng một cái cơ ngơi rất đẹp. Anh em bạn tôi tới thăm có thể nói được rằng đây là một trong những đứa thành công nhất. Có hai đứa con thì bố mẹ trở về Việt Nam, còn hai đứa con vẫn sống ở Anh và nó đã thành tài, trở thành những bác sĩ. Hai anh chị ở bên này, rồi cách đây mấy tuần thì vợ của anh bạn tôi mới đi sang Anh thăm lại các con, cứ lâu lâu đi thăm vậy. Thế rồi thằng bạn của tôi thì tối hôm kia không biết nó đi đâu về, rồi bị ngã, không biết có xe, tới giờ này tôi chưa biết là có bị xe nó cán hay không, nhưng mà ngã xuống rồi bất tỉnh, đem vào bệnh viện chết. Rồi bây giờ người nhà phải gọi vợ ở bên Anh về để lo đám táng. Thế anh em chúng tôi mới buột miệng nói với nhau là cũng thương tội nghiệp nó. Nó mới về Việt Nam cách đây mấy năm để xây cơ ngơi, để tận hưởng cuộc đời. Thế nhưng qua biến cố tai nạn, nó đã ra đi thật tội nghiệp. Ở đời này có lẽ không có gì mà nói trước được cả. Có nhiều điều nó xảy ra rất bất ưng, có nhiều khi đỡ không kịp nữa. Thế thì nơi khác Chúa Giêsu nói hãy dùng tiền bạc phi nghĩa để mua lấy bạn hữu của mình. Nếu như trong cuộc đời này chúng ta biết sử dụng đồng tiền để mua được nhiều chuyện, thì tại sao mình không dùng tiền bạc ấy làm những việc lành phúc đức để mua cho được hạnh phúc nước trời?